Sala xin gửi lời chào thân mến đến toàn thể quý khán giả của kênh YouTube Sala TV. Quý tăng ni Phật tử, những người mến mộ Phật pháp cùng với bà con Việt kiều ở khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay là một buổi chiều nắng nhẹ, có gió se se lạnh, mang cái không khí của những ngày đầu tháng 12 tại Sài Gòn. Và nơi mà Sala đang thu hình hiện tại có địa chỉ là 1756, tỉnh Lộ 10, khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ của một ngôi chùa, cũng là một ngôi tổ đình đã tồn tại nơi này hơn 280 năm và trải qua nhiều lần trùng tu, đó chính là chùa Tổ Đình Long Thành. Ngay lúc này đây, Sala cũng đang đưa quý vị khán giả từng bước cùng với Sala vào bên trong để cúng bái, chiêm bái tượng các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị thần thánh được tôn thờ ở chánh điện, cũng như là khuôn viên của chùa Long Thành. Và đưa quý vị đi quan sát, chiêm ngưỡng, thì Sala sẽ kể lại quá trình hình thành ngôi Già Lam thuộc hàng cổ nhất ở Sài Gòn. Và Sala cũng giới thiệu đôi nét về tiểu sử của cố hòa thượng Thích Nhật Ấn, một vị hòa thượng nguyên là trụ trì của Tổ Đình Long Thạnh và là vị hòa thượng đã có công thực hiện đại trùng tu chùa Long Thạnh vào năm 2009. Tuy nhiên vì duyên đã hết và chí nguyện đạt thành nên hòa thượng Thích Nhật Ấn đã thu thần viên tịch vào ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021. Quý khán giả của YouTube Sala TV, hãy cùng với Sala trở lại vùng đất chợ Bà Hôm vào những năm của thế kỷ thứ 18 dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Khoát. Hồi đó thì vùng đất này toàn đầm lầy, ao hồ, sông nước bao quanh. Tại đây có một cái ao mà người dân thường dùng ao này để ngâm hôm tre, mà ngày xưa người ta gọi ao là bầu, cho nên khu vực này được quen gọi là Bầu Hôm. Thế nhưng do rọc chải lâu ngày nên dân làng xưa vẫn quen gọi Bầu Hôm thành Bà Hôm. Và cái tên Bà Hôm đã tồn tại tận cho đến ngày hôm nay, đã gần 3 thế kỷ. Thế đó, vào cái năm Canh Dần 1740, từ ngoài Phú Xuân là kinh thành Huế ngày hôm nay, Thiền sư Tổ Đạt Trí Tâm là đệ tử của Thiền sư Phật Ý Linh Nhạc, đời thứ 36 của Thiền Lâm Tế Tông, dòng đạo Bổn Nguyên, đã thực hiện chuyến vân du hành đạo vào Đồng Nai. Từ đây, Thiền sư đã dùng thuyền để thực hiện hoằng hóa đạo Pháp. Thiền sư Trí Tâm xuôi con thuyền đạo Pháp lên đên trên con sông Bến Nghé, rồi rẽ vào vùng sông nước Bà Hôm. Trước khung cảnh đồng xanh bát ngát, sông nước hữu tình, đến đây, thiền sư đã tản bộ lên bờ để gặp dân chúng truyền bá đạo Pháp. Khi đến vùng đất của chùa Long Thạnh ngày hôm nay, như có một linh cảm vùng đất thiêng liêng, cho nên thiền sư Chí Tâm đã quyết gây dựng nơi đây trở thành một ngôi Già Lam và đặt tên là Long Thạnh, với ý niệm nơi này ngàn đời sau Phật Pháp sẽ luôn hưng thạnh. Và từ đó, ngôi chùa mang tên Long Thạnh đã được Thiền sư Chí Tâm chính thức khai sơn vào năm 1740.
đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên. Minh như hồng, nhật lệ trung thiên. Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ, chiếu thế chơn đăng vạn cổ huyền. Và đến năm Kỷ Hợi 1779, Tổ Trí Tâm về Phú Xuân thăm lại quê hương và thị tịch. Tổ Từ Nhượng, Húy là Tiên Cần, là đệ tử nối nghiệp trụ trì vào năm Kỷ Hợi 1779 cho đến năm Mậu Tý 1828 và là vị trụ trì thứ hai. Do tuổi già sức yếu, tổ đã truyền lại Tổ Chân Như Húy Minh Nghĩa làm trụ trì năm Mậu Tý 1828. Và đến năm Giáp Dần 1854, Tổ Minh Nghĩa thị tịch và là vị trụ trì thứ ba. Tổ Hoàng Chiếu Húy Minh Nhiên kế tục trụ trì năm Giáp Dần 1854 đến năm Mậu Dần 1878. Tổ Hoàng Chiếu viên tịch và là vị trụ trì thứ tư. Kế tục Tổ Hoàng Chiếu là Tổ Hoan Hỷ Húy Minh Hòa, đảm nhiệm trụ trì năm Mậu Dần 1878 đến năm Bính Thìn 1916. Tổ Hoan Hỷ thị tịch và là vị trụ trì thứ năm. Truyền thừa sự nghiệp của Tổ Hoan Hỷ là Tổ Thiện Quang Húy Như Hào vào năm Bính Thìn 1916 vì sức khỏe yếu kém, nên cũng năm đó giao quyền trụ trì cho Tổ Quảng Chơn và là vị trụ trì thứ sáu. Tổ Quảng Chơn Húy Như Nhượng tiếp tục kế giữ đạo hạnh, phát huy sứ mạng trụ trì năm Bính Thìn 1916 đến năm Quý Mùi 1943 thì phú chúc quyền thừa kế trụ trì cho Hòa Thượng Thích Bổ Ý và là vị trụ trì thứ bảy. Hòa Thượng Thích Bổ Ý Húy Hồng Đạo là người kế nhiệm trụ trì chùa Long Thạnh từ năm Quý Mùi 1943 đến ngày 18 tháng 1 năm 1996, nhằm ngày 29 tháng 11 năm Ất Hợi. Hòa Thượng Xả Báo An Tường thâu thần nhập diệt và là vị trụ trì thứ 8. Kế thừa sự nghiệp của cố Hòa Thượng Thích Bổ Ý là Hòa Thượng Thích Thiện Ấn Húy Nhật Ấn làm trụ trì từ ngày 25 tháng 4 năm 1996 đến ngày 6 tháng 3 năm 2021, thì Hòa Thượng Nhật Ấn đã an nhiên thị tịch và là vị trụ trì thứ 9 của Tô Đình Long Thạnh. Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021, nhân lễ chung thất của cố Hòa Thượng Thích Nhật Ấn, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm trụ trì Tổ đình Long Thạnh hiện nay cho pháp tử của cố Hòa Thượng Thích Nhật Ấn, chính là Đại Đức Thích Thiện Minh. Và Đại Đức Thích Thiện Minh chính là vị trụ trì thứ 10 của Tổ đình Long Thạnh hiện nay. Từ cuối thế kỷ thứ 18, chùa Long Thạnh đã trở thành một cơ sở Phật học, một trung tâm hoằng pháp danh tiếng ở Nam Kỳ Lục Tỉnh, thu hút nhiều tăng sĩ và Phật tử đến tu học. Đến năm 1945, chùa bị hư hỏng nặng, sau đó được xây dựng đơn sơ. Và Hòa Thượng Thích Bổ Ý, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh,
đã cho trùng tu vào các năm 1959, năm 1984, 1993 và 1995. Trước chùa có cổng Tam Quan, đài Quan Âm đều được thực hiện từ năm 1993 đến năm 1995. Những năm sau đó, Hòa Thượng Thích Thiện Ấn đã cho tôn tạo cảnh chùa, xây dựng một số công trình và đặt một số tượng lộ thiên như tượng Đức Phật Thích Ca vào năm 2000, tượng Bồ Tát Di Lặc tôn tạo năm 2002, vườn Lâm Tỳ Ni ở trước sân chùa vào năm 2001, xây thiền đường vào năm 2000 và xây nhà vãng sanh vào năm 2002. Chánh điện được bài trí đơn giản, trang nghiêm. Tượng Đức Phật Trung Tôn bằng đồng nặng 1.600 kg có từ thời Tổ Trí Tâm khai sơn chùa, đặt uy nghi ở điện Phật, an thờ hai bên tả, hữu, tôn chí tượng hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Ở điện Phật còn có bộ tượng Ngũ Hiền, tượng Tiêu Diện, tượng Hộ Pháp. Đại Hùng Chung của chùa được đúc vào năm 1797 cho bà Mã Thị Nhàn phụng cúng. Và đó là đôi nét về quá trình khai sơn của Tổ đình Long Thạnh, trải qua hơn 280 năm, với 10 đời trụ trì đã có công tôn tạo, hoằng hóa Phật Pháp tại mảnh đất chùa Long Thạnh ngày nay. Những phân cảnh tiếp theo của video này, Sala sẽ đưa quý vị khán giả đi tham quan khuôn viên chùa Long Thạnh và sẽ đọc lại đôi nét về tiểu sử của Cố Hòa Thượng Thích Nhật Ấn theo văn bản của môn đồ Pháp Quyến chùa Long Thạnh, đăng trình báo giác ngộ vào ngày 8 tháng 3 năm 2021. Xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi với Sala TV. Hòa Thượng Thích Nhật Ấn, Pháp Quý Nhật Ấn, Pháp Hiệu Thiện Ấn, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1956, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Bính Thân, tại ấp Dòng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thân phụ là của ông Đỗ Văn Nửa, thân mẫu là của bà Võ Thị Một. Hòa Thượng sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nhiều đời kính tin Tam Bảo, là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Vốn xuất thân trong gia đình tôn kính Tam Bảo, từ nhỏ, Hòa Thượng đã sớm bộc lộ niềm tin, kính quý Đức Phật và với nguyện xuất gia, nên từ lúc 8 tuổi, dù đang theo học tại trường tiểu học ấp Dòng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cậu bé Đỗ Văn Ơn xin cha mẹ được xuống Tổ đình Long Thạnh để lễ Phật, nghe kinh, công quả hành đường. Túc duyên nhiều đời, sau thời gian tập sự tại Tổ đình Long Thạnh,
cậu bé Đỗ Văn Ơn sớm nhận thức con đường xuất gia là lý tưởng giải thoát, nên quyết chí xin xuất gia học Phật để thân cận phụng sự chư tăng, học hỏi nếp sống phạm hạnh. Năm 1964, với ý chí cương quyết nên đã được song thân đồng ý và được Hòa Thượng Bổ Ý chủ trì tu đình Đông Thạnh cho thế pháp xuất gia với pháp danh Nhật Ấn. Chú tiểu Nhật Ấn luôn nghiêm trì kinh luật, siêng năng chấp tác, hành sự nên được bổn sư và chư tôn đức ở tu đình chùa Long Thạnh thương yêu quý mến. Với bản tính hiền hòa, cần mẫn, siêng năng nên chú tiểu Nhật Ấn được Hòa Thượng Bổn Sư chọn làm thị giả. Sau khi xuất gia, chú tiểu Nhật Ấn đã thuộc lào 4 bộ luật trường hàng, nên vào năm 1972, Hòa Thượng Bổn Sư cho thọ giới Sa Di tại giới đàn chùa Sùng Đức ở quận 11 thuộc vùng Chợ Lớn Sài Gòn. Giới đàn do Hòa Thượng Thích Thiện Nghị làm chánh chủ kỳ, Hòa Thượng Thích Thiện Chơn, Thiện Chánh làm Hòa Thượng đàn đầu. Sau khi thọ giới Sa Di, Sa Di Nhật Ấn phát tâm trì tụng bộ Hoa Nghiêm và Pháp Hoa Kinh, cũng như nỗ lực kiên tầm giáo lý và luật nghi thiền đường. Với tinh thần cầu học, tinh tấn hành trì kinh luật, nên vào ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1977, Sa Di Nhật Ấn được bổn sư cho tấn tam đàn cụ túc tại Viện Hoằng Đạo Giáo hội Phật giáo Cổ truyền, Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật tử. Đại giới đàn do trưởng lão Hòa Thượng Thích Pháp Dõng làm chánh chủ kỳ, Hòa Thượng Bổn Sư Thích Bổ Ý làm đàn đầu, Thượng Tọa Thích Thiện Lạc, chùa Phổ Minh làm yết ma, Thượng Tọa Thích Huệ Sanh, Tổ đình Giác Lâm làm giáo thọ, Chánh sự giáo thọ Thích Huệ Sướng, Thư ký giáo thọ Thích Thiện Xuân. Sau khi thọ cụ túc giới, tỳ kheo Nhật Ấn được bổn sư gửi theo học với các bậc tôn túc trưởng lão, tham gia các khóa an cư kiết hạ tại Trường Hương, Trường Kỳ ở tổ đình miền Nam. Người được trưởng lão Hòa Thượng Thích Bổ Ý truyền phú pháp kệ: Nhật chiếu quang minh chân tánh hiện, ấn chim pháp nhũ đạt chân như, thiện nhiếp tâm vương hoằng chánh đạo, ấn trì pháp bảo hiện tông phong. Do ảnh hưởng tinh thần và tư tưởng nhập thế độ sinh, cũng như được thân cận với Hòa Thượng Bổn Sư, với vai trò lúc bấy giờ là Diện trưởng Diện Hoằng Đạo Giáo hội Phật giáo Cổ truyền, Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật tử, nên Đại Đức Thích Nhật Ấn cảm nhận sâu sắc về con đường hoằng pháp lợi sinh và vai trò nhập thế của người xuất gia hành đạo. Đại Đức luôn canh cánh bên lòng sứ mệnh, hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại Đức Nhật Ấn được Hòa Thượng Bổn Sư cho tham gia công tác phụng sự đạo pháp và dân tộc. Qua 64 năm hiện diện ở đời, Hòa Thượng đã tận tụy hết lòng vì đạo pháp và dân tộc. Với trí huệ trong sáng, đức hạnh truyền thống hộ quốc an dân, Hòa Thượng đã để lại nhiều tiếng thơm cho đạo và cho đời, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng giáo hội vững bền, đất nước phồn vinh. Với dáng vẻ thanh thoát, cách gợi chuyện nhẹ nhàng sâu lắng, cùng với nụ cười hoan hỷ, thân thiện từ ái bao dung, Hòa Thượng luôn để lại trong lòng mọi người niềm hân hoan, kính quý sau những lần được tiếp xúc với Ngài. Thân giáo của Hòa Thượng là tấm gương sáng cho tăng ni Phật tử ấn tượng tốt đẹp về một mẫu tu sĩ Phật giáo trong quá trình dấn thân hành đạo. Chùa Long Thạnh, cõi Phật duyên lành, Hòa Thượng Nhật Ấn, đức tu gương sáng. Với 64 năm giữa trần thế, sống trong cảnh an bình tĩnh lặng nơi chốn thiền môn, tấm thân giả tạm bao phen cùng tối nguyệt, nhưng tinh thần khí chất của bậc xuất trần thượng sĩ vẫn an nhiên đón nhận mọi hướng chứng duyên, thuận duyên của cuộc đời. Duyên đã hết, chí nguyện đạt thành, con đường xuất gia đã trọn vẹn, những việc cần làm đã làm, sanh, lão, bệnh, tử là như thị.
văn khứ văn lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ hà can. Thuận theo quy luật vô thường, hòa thượng hiện tướng bệnh duyên thú thần viên tịch vào lúc 3:45 sáng ngày 6 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 23 tháng giêng năm Tân Sửu 2021, Phật lịch 2564, hòa thượng xả báo thân tại tổ đình chùa Long Thạnh, 1756 tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 64 năm, hạ lạp 43 năm. Thông qua video thâu hình tổ đình Long Thạnh, Sala đã gửi đến cho tất cả quý vị khán giả những hình ảnh mới nhất về tổ đình Long Thạnh, lịch sử khai sơn chùa Long Thạnh, cũng như tưởng nhớ về một vị trụ trì là Hòa Thượng Thích Nhật Ấn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển Phật giáo tại Việt Nam từ sau năm 1981 cho đến hiện nay. Trước khi Sala dừng lại video về tổ đình Long Thạnh, Sala xin mượn vài câu thơ mà môn đồ Pháp Quyến tại chùa Long Thạnh thực hiện để tưởng niệm về công đức của Hòa Thượng Thích Nhật Ấn. Và Sala xin hẹn gặp lại quý vị khán giả thân mến của Sala TV trong những video về các cảnh chùa tiếp theo, sẽ được đăng tải trên YouTube Sala TV vào lúc 12 giờ trưa các ngày ngẫu nhiên trong tuần. Mời quý vị đón xem nhé. Đèn thiền gực sáng chân tâm, người soi vạn nẻo tháng năm miệt mài, kinh khuya vang mãi Phật đài, pháp màu độ khắp muôn loài chúng sinh. 64 năm một hành trình, 43 tuổi đạo chọn tình núi sông, người đi giải thoát bụi hồng, 100 năm đẹp mãi tấm lòng vô biên, người đã đến giữa đất thiền, ra đi gửi lại nhân duyên đẹp ngời, thông dong trong một kiếp người, nghiêm trì giới hạnh một đời lừng danh, người đã đến giữa phố thành, nay về chốn cũ đất lành nở hoa.